Với chỉ quanh loanh quanh 1 tỷ thì các bác anh chị sẽ lựa chọn một chiếc xe 7 chỗ nào ạ? Ngày hôm nay em Ngọc xin được giới thiệu với anh chị một chiếc xe đến từ thương hiệu Honda. Đây là một chiếc xe Honda CR-V bản L, bản cao cấp nhất, và sản xuất của chiếc xe này thì là 2020, đăng ký tên tư nhân biển tỉnh anh chị ạ. Về hình thức của xe thì mọi người cũng có thể nhìn lướt qua thấy là nó còn rất là bóng bẩy và cực kỳ mới anh chị ạ. Và bây giờ thì em Ngọc xin được mời anh quý vị anh chị cùng các bạn mình đi vào chi tiết chiếc xe này cùng em nhé. Với thì hình thức phía đầu xe thì thiết kế của Honda luôn luôn nổi bật lên cái phần đèn pha full LED anh chị ạ, với từng thiết kế ô vuông đèn rất là cá tính, và cùng đi theo đó thì có một phía đèn ở dưới, đèn sương mù tạo nên một cái cảm giác, và kèm những cái lưới tản nhiệt hình tổ ong rất là hài hòa. Và bây giờ đến với phần mâm bánh của xe thì thiết kế là 5 cánh hoa rất là hài hòa và khỏe khoắn, nhìn rất là êm ái, và vận hành cảm giác mà em cảm giác lái cái chiếc xe này mà khi mà cầm lái thì nó rất là chắc và nó vẫn hỗ trợ cho mình là đánh lái có trợ lực điện nhá, nên là cảm giác khi mà chúng em là con gái lái xe thì cảm thấy rất là nhẹ nhàng, không phải quá mất sức quá nhiều. Và cốp của chiếc xe thì bây giờ em mời mọi người cùng nhìn với em cốp xe nhá. Chiếc xe này thì với phần cốp cũng rất là rộng rãi anh chị ạ. Đây để em xem, em chưa bấm để em lấy chìa khóa bấm mở anh chị nhá, tại vì xe vừa về nên em chỉ có rửa nước lã là cho lên hình luôn, trực tiếp luôn thôi. Bây giờ thì mời mọi người cùng xem phần keo chỉ với em. Chiếc xe này với cốp điện thì mình mở cửa rất là nhẹ nhàng, và đi kèm theo hình thức ở phía cốp thì có hai ống xả rất là cân đối chứ không bị lệch như những cái dòng như Hyundai. Bây giờ thì mọi người có thể nhìn thấy là trên một chiếc xe 5 cộng 2. Chính vì vậy mà cái không gian ngồi của xe thì nó sẽ được tiết kiệm tối đa, và mình có thể sử dụng được rất là nhiều trên những cái phương tiện và những cái cung đường mà mình đi đến. Xe thì vẫn còn nguyên lốp sơ cua rồi anh chị nhé. Bây giờ thì mọi người có thể nhìn theo hướng cameraman để mình xem đường keo chỉ của xe nó còn nguyên bản như thế nào. Và hiện tại thì không phải hiện tại mà là nhà em luôn luôn cam kết cho anh chị là trên hình thức của xe từ hộp số máy móc, và đây trên hình thức văn bản anh chị nhé, hộp số máy móc của xe luôn là nguyên bản. Cái thứ hai là xe luôn luôn cam kết là không đâm va nặng liên quan đến sắt si, và đừng đường cỡ nét dấu chỉ dấu phẩy sơn của nhà máy thì còn nguyên bản cho anh chị để mình có thể nắm xe được giữ đến 99% rồi. Bây giờ thì mời mọi người hãy cùng em vào trong khoang nội thất của xe để xem chất liệu ghế da của chiếc xe này còn được mới như nào anh chị ạ. Xe này thì em đánh giá là bác gia chủ cũng khá là cá tính, đã độ một số những chi tiết có phần màu đỏ trên xe, nên là cảm giác của xe rất là khỏe khoắn, thể thao, và cũng đã tân trang cho xe một bộ thảm PVC cao cấp. Đây là một thiết kế thảm rất là sạch sẽ và có cả bậc chống xước khi mà mình bước lên trên xe, cảm giác cái xe được rất là sạch sẽ, an toàn. Bây giờ thì mời các bác cùng em vào trong khoang lái nhé. Chất liệu ghế thì các bác cũng có thể nhìn thấy theo hướng caramel đúng không ạ? Rất là còn rất là mềm mướt. Bây giờ thì mọi người hãy cùng nhìn lướt qua một chút về phần keo chỉ của xe nhá. Keo chỉ của xe thì thực sự rất là muốn mời trực tiếp các bác đến trực tiếp nhà em ở 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm, để xem về độ mới của xe nó còn lên đến mức độ nào. Về cái không gian của xe thì đây mọi người có thể nhìn thấy về phần vô lăng của xe này cũng như là những thiết kế dập nổi thì bác chủ xe cũng tân trang cho chiếc xe rất là cá tính. Về phần điểm nổi bật của chiếc xe này thì em thấy là cái phần gỗ của xe được ốp trên xe nó mang đến một cái không gian của xe nó rất là hài hòa. Và tính năng thì rất là nhiều tính năng hiện đại như sạc không dây này, cruise control, hay là những tính năng thông minh hơn như là eco nổi tiếng của Honda rồi. Với chiếc xe này thì đi được phục vụ cho gia đình mình rất là cao. Và hiện tại thì mức giá của xe thì chỉ loanh quanh hơn 1 tỷ một xíu thôi là các bác anh chị đã chốt được xe rồi. Và để được mức giá ưu đãi nhất thì mọi người hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline trên màn hình để em có thể tư vấn và trợ các bác được cụ thể hơn nhé. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi hết video, và hẹn gặp mọi người những video tiếp theo ạ.